là phần ăn đây. Có 3 đứa đây. Là xì đây. Hôm nay là ăn lông. Vì làm ra đây. Làm vòng đây. Ok, là ăn nhá. Mình nhìn được làm sao để nhìn thấy được. Còn là xì. Là xì đây. Ok, quay đầu nào. Đúng rồi. Ok, xin ra đây. Đúng rồi. Rồi, xin lỗi. Ok. Con chim mi ăn đi. Vâng, sau này có một viên nào rơi ra này. Viên của con nào đây? Mấy để ý là viên của con nào. Con đây là viên của siro. Đá lý tích. Nè. Nó có lạc đi. Có một tí bụng này. Con la si ra ăn phần la si đi. La si. Phần của la si đâu? Phần của la si đâu rồi? La si không ai chán ăn à? Hả? Bên kia. La si bên kia. Đi sang kia ăn đi. Nào siro, phần siro đây. Phần la si đấy, mà si ăn luôn đi. Ăn xong đấy, giờ muốn làm gì thì làm. Đang ăn thì phải ăn cho nó xong đi. Sao lại, tại sao lại bụng của la si, tại sao lại bụng này lại nó đầy đặn thế này nhỉ? Có ai cho la si ăn cái gì ăn vả à? Hả? Hay thật. Con Yumi ra ăn phần của Yumi đi. Con Yumi, Yumi ăn đi. Không ăn hết là ai cho con khác ấy. Siro ăn phần không. Con Messi đâu rồi? Siro ăn phần của Siro. Phần Siro đâu? Đây nhá, nhà ăn mẹ à, cho Siro ăn thêm nhá. Siro Con la si đâu rồi? Con mi ăn còn tí. Hay là con la si nó dội thì mình ngồi cạnh mình xoa con pila với con siro mình không xoa nó nhỉ? Đi đâu lâu thế à? Lên uống nước à? Ăn đủ rồi hả? Hả? La si à? Si, làm sao vậy? Si buồn cười nhỉ? Si ăn có mấy miếng thế à? Ăn đi. Thì để cho bà với mẹ ăn. Nhìn mà hôm không có vấn đề gì cả nhá. Thì chưa nói là cái bụng hong 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 bụng này là sao Messi được ăn cái gì? Ai cho Messi ăn? Mà sao lại bụng hong hong thế này rồi lại còn bỏ nữa nhá. Hả? Sao lại còn cười đây để tí phải hỏi lại xem là ai cho Messi ăn cái gì? Hả? Hay là Messi bị đau bụng? Yên. Bụng không sôi. Thế thì không phải. Không phải đâu. Đem nó. Lau mặt, để yên đấy. Yên từ từ, mình gỡ bỏ. Lau mặt cho con siro trước. Rồi. Ok. Chờ, đi la từ từ. Lau từ bé đến lớn. Lau cho con cao si thứ hai. Ok, xong
xong, mau cho Pila. Ok, xin rồi. Dung đi sạch rồi, không cần lau. Các ăn xong rồi đi uống nước, uống ngon rồi đi uống nước ngon đi. Uống nước ngon rồi đi vệ sinh đi. Thôi không phải. Vừa mới ăn xong đang tức bụng không phải phở. Bữa ăn ngày hôm nay để xem là hôm nay có con nào chê không. Đây là phần ăn đây. Có 3 đứa đây. Messi đây. Đây là Messi đây, Messi ăn trước. Ok. Đây nhá, đây là phần có siro đây. Đây có siro đây. Rồi. Đây là phần có pila này. Ok, pila này. Yumi này. Đây, mi. Mi ăn đây. Có mi đây. Ăn đi. Ok, ăn đi. Yumi. Mi. Phần có mi đây. Mi ăn đi. Mi ăn đi, không để chúng nó ăn xong là mà mi còn chưa ăn là anh cho chúng nó ăn đấy. Đây. Ba đứa đây. Siro. Mi ăn đi. Thì là mi ăn phần của mi đi. Ra mi ăn, mi ra mi ăn phần của mi đi. Messi. Đó. Ăn đi, anh quay kệ anh. Mấy đứa cứ ăn đi. Siro đợt này siro ăn nhanh thế. Bát của siro đã sạch rồi kìa. Rồi, hết rồi thì ra kia ngồi đi. Chờ tí nữa chị Jimmy chị có ăn thừa thì lại chia cho mấy đứa. Messi hôm nay đã ăn ngon lành về bình thường rồi đấy. Này là Messi đang bầu cho nên là tất cả các bữa Messi đều được ăn nhiều hơn một chút, đều được ăn nhiều hơn siro với pila một chút. Pila với lại siro ngồi gọn vào chỗ đi. Chờ tí xem con Jimmy nó ăn mà nó có dư thì mấy đứa ăn thêm mì thôi nhá. Mì thôi để chia cho mấy đứa này. Để anh chia cho phần của mì cho mấy đứa. Mì xuống dưới là mì đã được ăn mấy miếng ở trong bữa cơm ở chỗ ăn là mì được ăn khá mấy miếng rồi. Từ giờ để chia phần của con Messi. Con Messi đâu nhỉ? Từ Siro vòng ra này. Không, chưa được. Con Messi đâu rồi? Đến cái phần chia phần ăn thừa của con Yumi mà Messi lại đi đâu rồi? Đây Messi ra đây. Vòng vào đây. Không, Messi ở đằng này. Chưa. Đây, Messi đây. Xin. Mà hát để lo mặt đây. Vào mặt, từ. Vào mặt đi đã. Đây. Siro đây. Pila. Với giấm chó ấy là nó y như trẻ con luôn. Không cần biết là ngon hay là không ngon, không cần biết là nhiều hay ít. Cái quan trọng nhất đấy là phải công bằng. Là phải chia đều là cái quan trọng nhất. Mình nói là cho chó ăn chả bao giờ mình rửa bát, nhiều người không tin, sạch hơn rửa luôn. Hôm nay là ăn ngâm. Đây là hôm nay hết bao hồng này, trong nhà này còn sót bao xanh đây, hạt xanh nó ngâm nó nở to như thế này. Chứ hạt hồng thì nó không nở to như thế này. Còn một quả. Đây, xin lan. Xem nào. Không, đi làm cái này chứ. Đây. Vòng một vòng. Đi
nhá. Đúng rồi, chính xác. Đây, siro, siro cũng khoảng một vòng đi, siro. Ừ, ok. Yumi, Yumi xuống ăn đi, xuống ăn phần của Yumi đi, phần của Yumi đấy. Yumi xuống ăn đi, Yumi mà không ăn là tí nữa chúng nó ăn xong là anh cho chúng nó ăn đấy. Mi xuống ăn phần của Mi đi. Phần của Mi đó, không dưới đi. Không dưới ăn đi. Không dưới ăn đi đấy. Ăn đi. Ok. Đứa nào mà chán ăn thì hôm sau mọi người sẽ giảm cái lượng ăn đi là được. Và nếu mà trong những cái ngày này mà nếu mà mọi người mà thấy con chó mà nó kém ăn ấy thì mọi người phải để ý xem là bụng nó có sôi không. Nếu mà bụng nó sôi thì đơn giản là nó bị lạnh bụng thôi, chứ nó chả có vấn đề gì cả. Vì thời tiết miền Bắc mà nó thay đổi lạnh, nếu những mọi người mà ở miền Bắc con chó nó hơi hớ hênh một tí, nó lạnh bụng thì nó sẽ bị sôi bụng, tức là đau bụng đấy. Thực ra đấy là đau bụng, nhưng có thể nặng, có thể nhẹ, nó không đến mức đi ngoài đâu, nhưng mà nó sôi bụng, phân nó không có đẹp, và nó sôi bụng, nó âm mỉ, nó đau bụng thì nó bỏ ăn hoặc nó ăn kém. Thì trong cái trường hợp như thế thì giải quyết cũng đơn giản thôi, cho nghỉ ăn một bữa, cho quay men tiêu hóa, thế là xong. Nghỉ ăn hoặc là cho ăn rất ít là xong thôi, đơn giản, không có cái gì khó khăn cả. Siro ăn nhanh, đợt này Siro ăn khỏe. Bác Siro anh nhìn thấy vẫn còn đấy Siro ạ. Đấy vẫn còn dính hạt kìa, vẫn còn dính đây. Nhặt nốt đi đã, trước khi nhìn ngó sang bát của con khác. Ở nhà này chỉ có mỗi con Mi là nó cho nó ăn là nó có thể nó thừa thôi, chứ còn mẹ với bà là không có ai thừa cả. Mẹ cũng sạch tinh, bà cũng sạch tinh đó. Chỉ có mỗi phần của con Mi là nó có thừa thì nó thừa thôi. Đó, đây là ngâm, khi mà ngâm ấy thì là mình cứ ngâm cái chibi là mình cho vào trong cái bát này luôn này. Thì cái chibi cho vào cái bát này nó có một cái lợi thế, một cái là giả sử như chúng ta có ngâm sớm ấy thì cái hạt nó cũng không bị chua hạt. Rồi Mi ăn đi, Mi không ăn nữa thì để chia cho ba đứa. Đủ chưa? Ok nhá, ăn đủ rồi thì không cần phải tiếc nuối nữa. Chứ không là bảo ăn đủ chưa thì lại ra lại cố ăn vài miếng làm cái gì. Đây là quả pila này, quả siro đây, quả nasi đây. Đó, mình có mấy miếng rồi. Gọi là mang tính chất là chia ra mỗi đứa bất hạt. Đây, bà còn cố tình để cho còn nửa hạt đi. Ok, xong rồi. Đây là vẫn còn, vẫn dính. Vẫn dính khoảng 1/5 hạt. Đó, ok. Nào, Siro có thích lên TV không? Thích lên TV thì Siro ra đây nào, để anh quay Siro. Đứa nào thích lên TV lên ghế ngồi đi. Nào, có đứa nào thích lên TV không? Thích lên TV lên ghế ngồi. Lên hẳn trên ghế ấy, chứ không phải ngồi đấy. Đây, để anh lau mặt cho này, trang điểm cho một tí trước nhé. Cho nó thật là xinh xắn. Lên ghế ngồi ấy, lên ghế ngồi với Pila kìa. Pila nó ngồi xinh như này. Này, long lanh này. Mà hai đứa kia thì không chịu lên ngồi cùng Pila nhỉ. Không, Pila ngồi yên đấy. Pila, ống kính đang chĩa về phía Pila đấy. Ống kính này của anh đang chĩa về phía Pila. Pila ngồi kiểu gì để cho nó thật là xinh nào. Đang chĩa ở phía Pila nào. Xin chào phỏng vấn Pila nhá. Xin chào bạn Pila. Bạn Pila đâu rồi? Bạn Pila nhìn vào đây nào. Đúng rồi. Xinh lắm. Ok. Rất là xinh đấy. Rồi, đã biết. Như vậy là zoom gần quá không có zoom được. Ok. Pila xinh gái, Pila xinh gái xin chào tất cả mọi người nhá. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.